ngang phía sau tôi là máy bán hàng tự động ha, bán nước. Thì các bạn thấy rồi ha, có rất là nhiều cái loại nước nè ha. Hôm nay tôi sẽ đi mua thử coi nó như thế nào ha. Ở đây là cái chỗ mà mình để tiền vô. Còn ở dưới đây á, khúc dưới đây á là nơi mình lấy nước kìa, bỏ tiền vô mới chạy ha. Cái này là đặt ở công viên ha, công viên Bến Tre ha, đặt hình như một công viên một cái, ở dưới mấy chỗ khác mỗi nơi một cái nữa. Này nó bán nhiều loại nước lắm ha. Đây bán rất nhiều loại nước rồi ha các bạn. Nè nước có ga mở nhẹ sau một phút. Chào mọi người ha, tôi đang đứng ngay cái đây là cái máy bán hàng tự động ha các bạn. Đây có bánh nè ha, giá 10.000, 20.000, nước 15.000. Đây là cái chỗ lấy hàng nè ha. Đây là cái chỗ để tiền nè ha, ta có hướng dẫn nè, để mệnh giá nè ha. Nè nó chỉ nhận mệnh giá là 10.000 20 ha, giờ tôi bỏ thử 2.000 vô đây. 2.000 nó không nhận được ha. Nó không nhận được cái nó thối ra nè. Để cái khác đi. Giờ bỏ thử tờ 50 vô ha các bạn. Nó không nhận, nó nhả ra chứ không phải nó nuốt luôn nha. Giờ nó thử tờ 100.000 luôn. Cái nào nó không nhận là nó nhả ra chứ nó không có nuốt luôn hay vậy. 20 thì nó hói lại. Giờ anh bỏ 20 vô mua một cái bánh ha. Cái bánh 10.000 ha. Nè. Bỏ là 20 vô rồi. Rồi bánh số 4. Bánh số 5. Nè giờ mình lấy hàng ra ha các bạn. Rồi sau đó bánh. Rồi bánh số 5 là nó trả cái tiền thối cho mình đây. Đây nó trả cho mình 10.000. Nè đây là cái bánh này em mới mua ha, 10.000, lạnh còn lạnh ngắt luôn nè. Đó, bánh cá mập. Nè, ở đây nó có mấy cái số thứ tự ha, mình mua thì mình sẽ bấm theo cái số nè. Dưới đây là cái khay lấy hàng.